Khế của bác à, cái cây mít của bác à? Không, của thằng Lan á. Lan à? Nghĩa hành à, bác? Nghĩa hành á. Cây này nó cũng nói lồn ta nè. Cũng ổn định rồi đó. Về Hà Nam nữa là bước đầu nó mới lớn, nhanh lên lên. Đây nó rò thấy nồng mướt đẹp lắm à. Nó màu lớn lắm. Nó mà nó lớn nó mới đẹp. Thế không biết. Mình nó thế rồi. Mình nó ngỡ vào rồi. Đâu rồi. Đang mấy chung quá rồi. Đây thầy ở đây. Thank you.